Huấn luyện viên Conte lên mạng xã hội dọa Tuchel, lẽ ra tôi phải ngán hắn ngã sấp mặt. Huấn luyện viên Tottenham, Antonio Conte tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc tranh cãi với huấn luyện viên Chelsea, Thomas Tuchel. Trận đi thành London giữa Chelsea và Tottenham đã diễn ra căng thẳng, kịch tính cả trong và ngoài sân cỏ. Trong khi cầu thủ hai đội thay nhau ghi bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở, thì các huấn luyện viên Thomas Tuchel và Antonio Conte liên tục gây gỗ với nhau bên ngoài đường pitch. Sự căng thẳng của Tuchel và Conte bắt đầu từ các bất đồng về quyết định của trọng tài. Sau đó, khi Pierre-Emile Højbjerg ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham ở phút 68, Conte đã hướng về phía ban huấn luyện của Chelsea ăn mừng và khiêu khích. Tuchel nổi điên trong tình huống này và suýt lao vào đánh Conte nếu không có sự ngăn cản của các thành viên khác. Chưa đầy 10 phút sau, Rexham tỏa sáng nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Tuchel đáp trả Conte bằng cách chạy qua khu vực kỹ thuật của Tottenham ăn mừng đầy cuồng nhiệt. Tuy nhiên, đôi bên không có va chạm nào xảy ra vì Conte đang cúi mặt thất vọng. Sau tiếng còi mãn cuộc, Tuchel và Conte một lần nữa va chạm khi bắt tay. Tuchel cho rằng Conte không nhìn vào mắt ông và giữ chặt tay khiến huấn luyện viên người Italia nổi điên. Trọng tài chính Taylor quyết định rút thẻ đỏ với cả hai huấn luyện viên sau sự cố này. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong khi Tuchel đổ lỗi cho Conte khiêu khích trước trong phòng họp báo, thì huấn luyện viên của Tottenham lên mạng xã hội ca khi đối thủ. Trên trang Instagram cá nhân, Conte đăng lại video Tuchel chạy về hướng ban huấn luyện Tottenham ăn mừng và viết: "May mắn cho hắn ta khi tôi không nhìn thấy pha này. Nếu không, tôi đã ngán chân cho hắn ngã sấp mặt, hắn xứng đáng bị như vậy." Bài đăng của Conte khiến giới mộ điệu vừa thích thú, vừa kinh ngạc. Thông thường, các huấn luyện viên và cầu thủ chuyên nghiệp không được phép chỉ trích đối thủ trên mạng xã hội. Với hành động này, Conte có nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt nặng.